Vụ việc cô gái trẻ TQH, sinh năm 2002, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị bắn tử vong đang khiến dư luận rúng động. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3 tháng 7, H cùng bạn trai đi dự sinh nhật một người bạn. Trong bữa tiệc, bạn trai của H đã xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên. Khi H cùng bạn trai ra về thì bị bắn bằng đạn bi. H được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Quốc Việt ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết gia đình nhận được thông tin H gặp nạn. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7 qua bạn trai của H, anh Việt lập tức tới Bệnh viện Việt Đức nhưng được các bác sĩ thông báo là H đã ngừng tim. Kể về em gái, anh Việt tâm sự H làm nghề bán hàng online. Gia đình chỉ có hai anh em, anh Việt hơn H 10 tuổi, hai anh em rất thân thiết, quý mến nhau. H sống hiền lành, biết điều nên được mọi người rất quý mến. Ở nhà H đều chu toàn mọi việc, anh trai nạn nhân nói thêm. Mong muốn lớn nhất của gia đình nạn nhân hiện tại là cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ, xử đúng người đúng tội để H được ra đi thanh thản. Tang lễ của H sẽ được tiến hành lúc 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nạn nhân sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, xã Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thông tin trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, chiều 4 tháng 7, cơ quan này đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an cung cấp điều tra, làm rõ vụ án. Báo cáo nhanh cho thấy nạn nhân bị bắn vào chỗ hiểm dẫn tới tử vong, hiện chưa xác định nghi phạm dùng loại súng gì.